Trong quá trình xét xử vụ án, đã có rất nhiều các tình tiết được bỏ qua, đặc biệt là trong các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Trấn không nhận tội, tuy nhiên vẫn bị kết án. Vậy ông có đánh giá như thế nào về sự việc đáng tiếc này? Qua cái việc này thì có thể thấy rằng đây là cái lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng ở tỉnh Bắc Giang. Có thể là nó là thành một cái tâm lý chung của các cơ quan tiến hành tố tụng, tức là thường là dựa vào án tại hồ sơ. Thế mặc dù trong hồ sơ bị can hoặc bị cáo người ta không nhận tội thì có cái tâm lý đánh giá là đây là cái tâm lý thông thường của tội phạm, tức là chối tội. Nếu được minh oan, 10 năm ngồi tù cùng với rất nhiều các tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần của không chỉ cá nhân ông Trấn mà còn cả gia đình ông, vậy ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trong sự việc này? Thì tất cả các những cái cán bộ, tức là những người tiến hành tố tụng trong vụ án này, điều tra viên, phó thủ trưởng cơ quan điều tra trực tiếp liên quan đến vụ án này, rồi là kiểm sát viên, viện trưởng hoặc phó viện trưởng liên quan vụ án này, và hai cái hội đồng xét xử mà đã ra hai cái bản án oan với ông Trấn, thì về mặt hành chính thì là họ đều phải chịu trách nhiệm về cái việc làm tắc trách của mình dẫn đến cái việc kết án oan cho một công dân vô tội. Nếu như ông Trấn được minh oan thì ông Trấn sẽ được hưởng những bồi thường như thế nào? Là theo cái quy định trong bộ luật dân sự hiện hành ấy, thì những thiệt hại về thể chất, về tinh thần thì cũng sẽ được bồi thường. Và hai nữa là theo quy định của luật bồi thường nhà nước ấy, thì những trường hợp như ông Trấn cũng sẽ là được các cơ quan tiến hành tố tụng bồi thường. Cái mức bồi thường ấy thì cái mức bồi thường cụ thể thì nó sẽ do các cơ quan tiến hành tố tụng tính toán cụ thể, tức là họ phải có một cái quy trình, tức là hòa giải, đàm phán, thương lượng với ông Trấn về cái mức bồi thường. Thế nhưng mà có thể là họ sẽ phải bồi thường trên cái nguyên tắc, tức là họ phải bồi thường cho ông về cái thu nhập bị mất trong 10 năm qua. Vâng, xin cảm ơn ông.